Đây là giao diện của website Đại Thiên Ân nè các bạn. Ngoài những cái sản phẩm mà chính hãng và những sản phẩm chính hãng thì bên mình còn bán những cái sản phẩm cũ, thì những các bạn nào mà tìm những cái sản phẩm mới thì mình vào những cái danh mục ở đây trang chính nè. Đối với những bạn nào thích đồ cũ để cho chi phí nó rẻ hơn á, thì bên mình có một cái danh mục hàng qua sử dụng. Đây thì ở trên này các bạn sẽ thấy là có những sản phẩm mình cập nhật ở đây, ví dụ như là Banger Z2310. Thời điểm này 2023 đó các bạn, cái Z2310 thứ nhất đó là cái giá trên thị trường rất là cao, hồi xưa giá mới là bằng giá cũ luôn á. Mình đang để cái giá cũ ở đây đó là 2,6 triệu, mà giá mới của nó hồi xưa cũng giá này à, cũng không mắc lắm đâu. Nhưng mà thứ nhất là cái dòng sản phẩm này nó hết hàng ngay thời điểm này á, cái máy này nó phải là 4,5 triệu một cái các bạn. Còn bàn mixer này á, thì giá thị trường nó khoảng tầm 3,9 triệu, 3,9 triệu một cái. Nhưng mà máy này còn đẹp thì còn thùng luôn. Ở đây các bạn có sao kẹt đấy, ở đây có cái mắc kỳ 1602 đã qua sử dụng. Con này thì tất cả các đường lai đều ok hết, chỉ có vệ sinh mình đẩy cái fader nó lên xuống mấy lần với là cái nút on off mấy lần thôi là nó sẽ sạch bụi luôn. Ok, máy còn cứng ngắc. Con này chỉ có 4,5 triệu thôi. Ở đây nó mắc nhất chỉ có những cái dòng sản phẩm lên hết thôi các bạn, những lên hết những con mới bây giờ là hãng nó không còn nữa, hãng còn nên đâm ra là cái giá cũ nó đội lên rất là cao. Các bạn nào mà giờ đang sở hữu lên hết là bán lại là lời hết. Nhưng mà thông thường những cái sơ này cũng ít người bán đúng không các bạn, tại vì khi mà người ta đã sử dụng nó ưng ý rồi thì ít ai bán cả. Effect reverb thì nó cũng tốt, có tiếng nó ra nó tạo tiếng sạch, trong âm thanh thì nó không thể nói là nó hay hoặc dở, nhưng mà những cái tiêu chuẩn nhỏ vào tiếng nó sạch nè, effect nó dễ sử dụng nè, là những cái đó là mới nói là hay á. Chứ mà những cái vấn đề mà các bạn xài mà nó hú hí hoặc là chát chói hoặc là hát nặng là do cái ngay từ đầu các bạn đã làm những hệ thống âm thanh mình nó đã sai sai nhiều lắm rồi thì nó mới bị trường hợp đó. Chứ những cái sản phẩm này trên toàn thế giới người ta xài á, đa số mình thấy những các bạn lên trên eBay có coi cái Alienware Z10 bán cũ lại cũng rất là cao. Bây giờ mà về tới Việt Nam rồi chi phí xong xuôi á nó cũng phải 9-10 triệu một cái. Cái máy này nó rất là đẹp, cái máy mình đang đăng đăng ở trên 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 web của mình nó rất là đẹp, gần như mới luôn á, tám máy mới giá này khoảng 13 triệu. Nếu mà có những cái máy mà qua sử dụng mà nó hơi cũ cũ chút xíu mà khoảng chừng 8 mấy 90% thì nó cỡ 7 triệu mấy rồi các bạn đó. Còn cái con Z12 ở đây á, giá 12 triệu 7, thật ra cái sản phẩm nó chính hãng, còn mấy cái đồ nhái nó cũng tầm 4 triệu mấy 5 triệu. Đồ nhái nhìn vô dễ biết lắm, nhìn vô phát biết liền luôn, nó thiếu đồ tùm lum hết, nó thiếu ốc, thậm chí có nghĩa là giao diện của đồ nhái nó còn thiếu ốc so với đồ đồ đồ, đồ xịn nữa. Các bạn lưu ý nha, con Z đây nè, các bạn coi trên màn hình coi con chuột của mình nó chỉ vô con Z12 này. Các bạn nào tham khảo thêm là cứ tham khảo. Đây, ở đây cũng có loa hàng đã qua sử dụng, loa bãi đây, nhưng mà thật ra mấy cái này còn zin hết. Bên mình mấy cái này bên mình chép là phải hai loa phải đều nhau mình mới bán, nó phải nguyên bản mình mới bán. Trong mấy đồ cũ này đang có mấy con Roland này là ngon nè các bạn. Roland có cái compressor này mới dự này, khỏi cần phải mua còm gì hết. Tại lúc mà nói chuyện á, các bạn hay hay bị vỡ tiếng, nát tiếng hoặc là bị báo đỏ do overload gain á, thì cái con Roland mà Ediro UA25EX này hỗ trợ thêm compressor, con này thì quá đỉnh rồi, quá sướng rồi. Ồ, mấy hàng cũ của mình cập nhật cũng 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 toàn là đồ chất không các bạn. Ở đây có con FS2000 đồ cũ hàng chính hãng. Con này để mình nói cho các bạn nghe nó hay hơn luôn cả con Electronic M350.
hay hơn con Lexicon rất rất nhiều luôn. Về con này, mình xài rất nhiều rồi, mình chưa thấy con nào vợt mà qua nổi con này hết. Nhiều khi á, người ta xài một con thì mình không nói, chứ mình xài qua ạt rồi, xài qua Lexicon rồi. Lexicon mà hàng khủng luôn, cả ngàn 2.000 đô cũng mình đã dùng rồi, thì đương nhiên cái công cụ của có 1-2.000 đô nó vẫn tạo ra được tiếng như con này nha, chứ không phải là con này hay hơn nó còn thua hay con này nó dở hơn Lexicon nha. Có nghĩa là Lexicon các bạn phải dùng một con rất là cao cấp, có nhiều công cụ mới tạo ra được cái tiếng như con này, con FX2000 này nè. Còn MT350 á, thì á, bởi vì những con chip của nó không có nhiều công cụ để chi phối vô, nên đâm ra nó sẽ không hay bằng nổi con này. Nó ít cái công cụ chỉnh đó, thì nói như vậy. Nó con này mình bán á, con này nếu mà các bạn nào mà tìm trên eBay con này giá hiện thời chắc cũng phải 8 triệu mấy. Vô thử eBay hả? Bây giờ 2000. Con này hàng cũ lại trên eBay bán cho ship là 379 đô, là 8 triệu 8 36 ngàn. Quá khủng khiếp, 8 triệu 8 36 ngàn. Hiện nay hãng của Việt Nam mình đó, mấy con này đó là hết, là không có về được, do thứ nhất là do thiếu chip. Cái con Z đó, con Z mà Z10 FX của hãng Allen hết các bạn, nhiều khi mình lên trên mình muốn mua lại đồ cũ á, người ta không có đồ đồ mới để ta bán á, nhiều người người ở trên eBay người ta 35 triệu. Đó, các bạn căn cứ như eBay đi, tại vì thật ra eBay là toàn thế giới chơi, nó không phải là riêng Mỹ đâu, nó có Trung Quốc ở trong đó, có Singapore, có Úc, có Pháp, có Ý, có Brazil. Nói chung tức tần tật người ta chơi trên eBay rất là nhiều. eBay không phải là nơi đấu giá không đâu, eBay nơi bán đồ cũ qua sử dụng tất cả mọi thứ. Nhưng mà thật ra là eBay nó bán không lại Việt Nam mình, Việt Nam mình bán đồ rất giá rất tốt luôn á. Thậm chí là mình lấy đồ của Việt Nam mình bán trên eBay hình như siêu lợi nhuận luôn. Nên các bạn đừng có nghĩ là cứ mua eBay là giá nó sẽ rẻ, không có bao giờ rẻ đâu. Bằng cách mà mình mua lại của khách ở trong nước nó vẫn rẻ hơn, hoặc là những cái nguồn của mình á, ở trong nước mình còn đổ trả được. Chứ các bạn chơi theo cái kiểu mà bay rồi đổ trả cũng đỡ, nhưng mà lâu. Vậy đó, cho các bạn xem đó. Thì có những cái hàng cũ của bên mình giá cũng rất là tốt. Nhiều khi các bạn hỏi hàng mới bên mình hết hàng á, hiện tại FX2000 á mình hàng hạn hết rồi. Thì dự thì sau này á mình sẽ cung cấp cho các bạn nhiều sản phẩm đồ cũ, nếu mà có những cái sản phẩm đồ cũ nó hay á thì mình sẽ lên clip giới thiệu cho các bạn. Ở đây có con men nguồn sung nè, con H400 nè, con này mình được hai con này về hồi xưa nhiều lắm, xưa cả đống luôn, nó bán sạch đó, bán sạch. Con này á là con này á thì giờ còn lại được hai con, còn mấy cái loa mà cũ cũ mình bán hết rồi, mấy hàng bãi rồi đó, bán sạch. Giờ chỉ còn con quy phát to này, tại vì con này chép nó hay quá, chép nó hay mà nó các bạn không cần phải chỉnh cái gì để nọc man thôi là tiếng chép này như len ken xào en luôn. Ai mà thích mấy cái nhạc mà giống như hai en gõ tăng tăng tưng 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 rồi đó thì nghe cái này là tê tái luôn người liền. Tại vì á là cái sound analog nó tạo ra, chứ không phải là do các bạn chỉnh âm thanh các bạn boost nó lên, hai cái đó nó khác nhau. Thì cái này bởi vì cái này á là nó chỉ riêng mình á, mình làm ca hát thì mình không thích rap nhiều lắm. Nhưng mà là một số sở thích các bạn. Một số sở thích là nhạc xì. Đó vậy thì con này mình dám đảm bảo với các bạn là các bạn đi nhiều cặp loa, các bạn nghe cũng không bao giờ được cái tiếng rap giống như cái loa này, nó cực kỳ đỉnh. Nó là cái mã là quy phát to X10, nó màu trắng nhìn cũng đẹp lắm, mà thùng gỗ nó chắc chắn lắm, từ cái lưới của nó dày cui à, lưới nó sắt nguyên khối.
Ở đây có con vang có giá chỉ có 1 triệu thôi. Thật ra con vang này là do bên mình mua bên Trung Quốc về. Đó, mà mua được có một hai con thôi, bán lia kho 1 triệu con, mới 100% các bạn. Đó, các bạn nhiều khi các bạn ra ngoài các bạn mua đồ đồ bãi rồi mà chưa chắc ngon bằng một cách của bên mình làm đâu, tại vì thực ra là đó là mình vừa có hàng trưng bày vừa có hàng cũ, nên các bạn tìm hiểu ở trên cái mục mà use hàng đã qua sử dụng á, thì thứ nhất là được giá tốt, và nhiều cái hàng mình cần á, hạn nó hết thì mình vẫn còn có ở đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.